hoạt động liên tục để thu mua dế của bà con này. Ở dưới khu thu mua kia thì để đầy ở các tủ rồi. Các tủ đã được tập kết nhiều dế đông lạnh đầy rồi thì sẽ chia bớt lên trên kho. Các nhân viên làm việc buổi trưa bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Một giờ trưa rồi. Nhân viên cũng vẫn cứ phải lao động, các chúng trứng sẵn sàng để gửi cho các bà con, cho bà con ở các tỉnh. Cái đấy là gì? Không có cái quay bằng niềm tin. Suốt ngày làm hỏng máy này, cái gì nhỉ? Vỡ máy này, hỏng mấy cái máy quay. Đấy, đây bà con này. Vỡ liên tục, gãy liên tục chứ không phải không. Bây giờ lại một cái mới. Gãy vỡ là cái chuyện đương nhiên. Ừ. Không vỡ không gọi là phá, siêu phá nhỉ, nhưng bảo sao? Mua chưa? Ủa. Bảo anh Phi không tìm thấy à? Không có à? Đây là cái này gậy ngon này. Hà sinh mà, mua hà sinh 200 mấy. Mày có mua ở đâu chả biết, cái này có 200 mấy, 300, 200 mấy. Mấy trăm đổ vỡ. Hả? Vừa mua xong đấy mẹ. Mua ai? Không mua ai? Bây giờ mày ấy đấy chụp treo các thứ chưa Vân? Hả? Chụp chưa? Chưa đi chụp à? Thứ ba tuần sau. Sao lại chưa đi chụp? Thứ ba chụp tiếp. Tao tưởng mày chụp nốt thì mấy ấy mà. Thứ ba. Tao lâu thế, để lâu thế. Tuần một chụp rồi. Không, nhưng mà cái men được rồi mà chỉ có chụp thôi cơ mà. Chụp phổi thì chụp luôn đi chứ. Để lâu quá không tốt đâu. Gửi đi đâu ấy? Làm đi. Hả? Làm đi. Bao nhiêu khoai? 20 khoai. Đây là dế đã sơ chế còn nguyên con ạ, sơ chế đóng hộp. Có các đơn hàng để cho khách hàng, ví dụ như là đóng hộp nguyên bản như thế này, có loại thì sẽ được nhặt cánh, đóng túi. Và có loại thì là dế thương phẩm. Cân đối lượng đầu vào đầu ra để trang trại Thiên Sơn sẽ làm. Bây giờ là 1 giờ trưa rồi nên là cũng vẫn cứ phải nhân viên tùy theo lượng khách hàng để làm việc. Xe cộ gửi xe, nhân viên thay nhau các công việc. Hàng ngày đi gửi hàng rồi nhập hàng hoặc là làm các công việc về dễ. Hôm nay trời thời tiết Hà Nội lạnh. Nhà trang trại cũng thắp thêm bóng đèn, tăng nhiệt lên cho con dế nó đẹp tốt.
Tí nữa kiểm tra cái tủ này tí nhá, cái tủ to này. Xem nó đầy hay là nó vơi để như thế nào. Website trang trại thanh sân.com. Kênh YouTube trang trại thanh sân. Ô sát song gì mà để bừa lên trên đấy nhá. Bỏ vài bên trong. Cái chỗ này bây giờ để vào tủ đấy hay để tủ nào nhỉ?